chào mọi người nha. Thì hôm nay Mộc giới thiệu cho mọi người cái bộ bàn ăn gỗ cao su 6 ghế. Và bộ bàn ăn gỗ cao su 6 ghế này chất liệu của nó là gỗ cao su 100%. Đó, và như Mộc nói là cái gỗ cao su này là bên làng Mộc là chuyên làm sản xuất để xuất khẩu đi qua bên Hàn Quốc và Nhật Bản nha mọi người. Và chiếc ghế này nó sẽ đi kèm cái bộ mà 6 cái mặt nệm này, ghế mặt nệm ngồi như thế này, và một bộ như thế này là kích thước mặt của nó sẽ là 1m6, chiều ngang của nó sẽ là 80, và bao gồm 6 cái ghế như thế này, và giá của nó chỉ có 4.500.000 thôi nhé mọi người. 4.500.000 Mộc sẽ miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người trong vòng 40 km, giao hàng tận nhà, bạn nhận hàng kiểu hàng đúng mẫu mã, chất liệu và chất lượng của sản phẩm thì bạn mới thanh toán nha. Hàng hóa mà không đúng thì bạn có thể gửi lại cho Mộc được thoải mái nha. Và cái bộ này nó cùng 6 cái ghế như thế này. Mọi người để ý cái gỗ cao su ấy là bên khu Mộc về chuyên sản xuất để xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản ấy, thì cái chất lượng sơn để xuất khẩu đi ấy, nên cái chất lượng sơn nó rất là sạch nha, và nó rất là xịn luôn, cái nệm nó cũng rất là đẹp. Đó. Còn nếu mà thường như Mộc thấy là các loại mà trên thị trường bán, người ta thường thường bán có 2 triệu mấy ấy, thì thường cái chất lượng nó không có được cao, nghĩa là người ta làm để làm trong cái nội địa thôi, nên cái chất lượng sơn với cả cái nệm ấy, người ta làm chất lượng không có được tốt. Và cái ghế này cũng rất là cứng nha mọi người, để cho mọi người coi nha. Cái ghế này nó rất là vững nha mọi người. Cái tiêu chuẩn để xuất khẩu ấy, nếu mà bạn coi phim của Nhật nhiều ấy hay của Hàn nhiều ấy, thì bạn sẽ thấy các loại mà bàn ghế ăn mà theo kiểu như thế này, hay là ghế ở mấy quán cà phê Việt Nam mình ấy, sẽ thấy loại này. Và cái loại này là đồ gỗ xuất khẩu nha mọi người, là khu làng nghề Mộc và chuyên làm luôn đấy. Đi bên khu Mộc mà giao đi cho các quán cà phê ở Đà Nẵng hay là ở ngoài Huế, các khu vực ấy là hơn nhiều. Thường thường các mấy mà ghế kiểu như thế này là bên khu làng Mộc làm hết. Đây là một cái bàn 1m680, nó rất là vững nha mọi người. Cái mặt ấy, nếu mà mọi người mua ấy, thường mọi người nên mua cái mặt gỗ hơn nha. Như Mộc nói là mua cái mặt gỗ ấy, trên cái mặt nó sẽ có cái vết gỗ ghép như thế này, và nó ghép công nghiệp, nó không có bao giờ nó bung ra được đâu nha mọi người. Ghép để xuất khẩu mà, làm hàng xuất khẩu mà bung ra ấy, thì cái thằng Hàn Quốc với Nhật Bản nó đập vào mặt mình liền. Để xuất khẩu cho nó ăn được một bộ như thế này rất là chua nha mọi người, chứ không phải dễ mà xuất khẩu để ăn được cho nó đâu. Làm lằng nhằng này nó chạy về cái công hàng này là ôm nợ luôn đấy. Và một chiếc bàn như thế này, nói lại nha, giá chỉ có 4.500.000, sẽ miễn phí giao hàng tận nhà cho bạn nha. Còn cái loại này thì nó vô chừng giá, bởi vì có nhiều cái kiểu ghế mà đẹp ấy, thì cái giá nó sẽ cao hơn nữa. Còn cái loại mà như thế này thì nó tầm chung chung à, đấy, loại 4.500.000 như thế này là giá tầm chung chung. Còn tùy theo cái chất liệu mà chất liệu gỗ các loại ghế khác nhau, làm kiểu mấy cái kiểu phức tạp á, cái này nó tốn gỗ nhiều hơn. Rồi mấy cái ghế này là bên Mộc cũng bán lẻ nha mọi người, mua ghế lẻ thì bên Mộc cũng bán lẻ một cái ghế như thế này rồi nha. Đó, một cái ghế lẻ như thế này, nếu mà bán mà giao hàng miễn phí tận nhà bạn ấy, thì một cái ghế như thế này là 550.000. Đó, một cái ghế lẻ. Cái ghế này thì Mộc hay ghép vô mấy cái bàn mà học sinh ngồi á, nó có hai màu, nói chung nó có khoảng tới 5 màu ấy, nhưng mà Mộc bán cái màu nâu cần rén này với cả cái màu trắng tự nhiên của nó ấy là chủ yếu. Và bạn thích cái màu như thế nào bạn có thể đặt Mộc sơn theo cái màu yêu cầu của bạn được. Rồi chào mọi người nha. Nói cho mọi người coi là cái ghế thì nó có hai kiểu mặt, nghĩa là kiểu mặt nệm với kiểu mặt gỗ. Nhưng mà nếu mà mọi người mua thì mọi người thích mua loại nào mọi người xài thôi. Bình thường cái kiểu mặt nệm này thì bạn xài khoảng cỡ 10 năm thì ok. Còn nếu mà cái kiểu mặt gỗ này thì bạn xài vô tư nhé, xài hoa nó không có hư. Nhưng mà thường là mặt gỗ này nó sẽ mắc hơn 50 à. Đấy, một cái ghế này như Mộc nói là cái ghế này 550 đi, thì cái ghế mặt gỗ này nó sẽ là 600.000. Đó, và như một bộ ấy, đúng rồi, nó mắc hơn 50.000. Và như một bộ 6 ghế này nó sẽ mắc hơn 300.000. Và cái kiểu mặt gỗ này như Mộc nói là nó xài nó sẽ, nói chung ấy, mặt nệm ngồi ấy, thì nó sẽ êm hơn. Nhưng mà mặt gỗ thì Mộc thấy là bên xuất khẩu nó làm mặt gỗ này nó ngồi khá là êm, nói chung là làm ngồi bạn ngồi chẳng hư đâu. Nhưng mà cái mặt nệm mà nếu mà bạn mua bạn xài một thời gian mà nó bị hư ấy, thì bạn có thể liên hệ lại cái bên mà bán cái bộ bàn ăn này cho bạn này.
kêu mua mặt cái mặt nệm lẻ của nó là nó cũng có bán luôn. Ở khu một cái bán mấy cái mặt nệm lẻ này người ta cũng bán lẻ luôn nhá. Nên bạn cứ hỏi mua là người ta cũng bán rồi. Nhà chẳng hạn có 6 cái ghế mặt nệm hư thì bạn mua 6 cái về bạn thay thôi, tại vì ở dưới này. Bạn thấy không? Nó có bốn con ốc này. Đấy. Bạn gỡ bốn con ốc ra xong bạn bắn bốn gỡ ra xong gắn cái mặt nệm khác vô xong bắn lại. Hay đơn giản lắm, mặt gỗ cũng vậy luôn. Tại vì cái tiêu chuẩn mà nó làm xuất khẩu ấy là nó sẽ tháo lắp được. Rồi, chào mọi người nha.